xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Vì đã có những lúc anh ghét cuộc sống, nhiều lần định tổn thương bản thân, không cho bất kỳ ai tới gần. Ngày tháng đó có lẽ với anh là những kỷ niệm buồn mà anh muốn quên, chẳng muốn nghĩ chỉ một lần. Rồi thời gian sẽ khiến em nhận ra chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi. Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi, chỉ là không yêu thương thôi, sao nước mắt phải rơi. Đừng buồn em ơi, anh tin đau thương sẽ đi qua, mau mưa lâu rồi trời cũng nắng. Hãy cứ vui lên để cho tâm em an nhiên, cầu vồng sẽ đến cơn mưa kia kết thúc nhanh thôi. Em sẽ yên bình khi ngày mai nắng lên. Này em ơi sống tự như đóa hoa trắng vì ai nở. Này em hãy sống tự như chẳng ai vì ai ai ta. Đẹp trai ca sĩ với MC của ai? Ngô Kiến Huy này. Ngô Kiến Huy. Anh Thanh Duy. Thanh Duy đâu có làm diễn viên. Hợp lý nhất là có Ngô Kiến Bắp ha. Đóng rất nhiều phim điện ảnh nè, làm MC rất nhiều chương trình nè. Và rồi, đi hát rất nhiều nơi. Có hai bài hit Giả Vợ Yêu với Truyền Thế Y. Còn ai nữa ta? Anh Will. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Will. Dạ. Will là vừa làm diễn viên, vừa đi hát, vừa làm MC luôn. Có bài hit là Tình Cùng Cùa Nói Nhớ. ST. Nếu mà anh ST diễn viên thì con lại không thấy nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà anh Isaac thì con thấy đóng phim nhiều phim. Nhưng Isaac đâu làm MC. Làm MC. Đúng rồi, không có làm. Có. Hồi đó có. Hồi đó thôi, giờ hết rồi. Kệ. Bất cứ cho là có. Chun Phạm. Bởi vì thi thoảng vẫn được người làm MC. Nhưng mà anh Chun không có làm MC. Có. Chun Phạm làm MC mà ít thôi. Có. Quan trọng là người này là phía sau cái nhà rất là to đúng không? Mà lén đi hát. Lén đi hát. Con nhà giàu lén đi hát. À. Có thể gia đình ngăn cấm là đi diễn đi hát. Dạng như là bố mẹ bắt làm bác sĩ mà lén lúc đi làm nghệ sĩ đó. Cuối cùng mà sau đi làm cầu thủ luôn. Sau đi làm cầu thủ luôn. Anh ổn không? Anh ổn không? Vô em thấy có vẻ không ổn. Anh ổn không? Đang quăng. Thao túng tâm lý đấy. Những cái người vừa rồi mình kể là đẹp trai lắm. Dạ. Còn những người không đẹp trai đang ngồi đây nè. Không hề cãi luôn. Chúng ta vỗ tay cho nhân vật bí ẩn số 2 ngày hôm nay. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Bộ đồ đẹp quá anh hả? Con thấy là theo cái kiểu này là giống kiểu của Ai Cập á. Để nói về quần áo luôn, thưa quý vị, chúng tôi có một hệ thống hỗ trợ. Ví dụ như về âm nhạc là có giám đốc âm nhạc là anh Dương Hắc Linh. Thì về những trang phục mà để cho những người bí ẩn mặc, đó chính là nhà thiết kế Minh Hoàng. À. Và đây đó là một trong những bộ đồ đẹp nhất. Đồ quá đẹp, bộ đồ quá đẹp. Nói chung là chương trình chúng tôi cũng có tiền gì nhiều, nhưng mà luôn gọi là hết lòng hết sức để cho các nghệ sĩ tham gia chương trình họ cảm thấy thoải mái nhất. Yeah. Mà khi cảm thấy thoải mái nhất thì họ mới yêu thương, yêu mến, có sức lan tỏa và họ hát hay nhất. Đẹp thôi. Yeah. Hát nhé. Hát anh ạ. Xin mời màn song ca ngay bây giờ. Nhiều lần định tổn thương bản thân, không cho bất kỳ ai tới gần. Ngày tháng đó có lẽ với anh là những
Kỷ niệm buồn mà anh muốn quên, chẳng muốn nghĩ chỉ một lần. Rồi thời gian sẽ khiến em nhận ra chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi. Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi, chỉ là không yêu thương thôi, sao nước mắt phải rơi. Đừng buồn em ơi, anh tin đau thương sẽ đi qua, mau mưa lâu rồi trời cũng nắng. Hãy cứ vui lên để cho tâm em an nhiên, cầu vồng sẽ đến cơn mưa kia kết thúc nhanh thôi. Em sẽ yên bình khi ngày mai nắng lên. Này em ơi sống tự như đóa hoa chẳng vì ai nở. Này em hãy sống tự như chẳng ai vì ai ai ta. Mọi người bình tĩnh. Chú, giống như số cuối vậy, còn bao nhiêu bình sinh là hết. Anh Quân thấy sao? Em thấy là khó rồi đấy, giọng hát thì rất hay. Anh có cái tên nào trong đầu chưa? Chắc là em gọi bằng anh á, đúng không? Không biết. Mình khoanh vùng chưa? Chắc chắn đây là ca sĩ đúng không? Vâng, đúng là ca sĩ. Về lứa tuổi thì sẽ như thế nào với mình? Lứa tuổi em nghĩ chắc là sẽ hơn em một vài. Rồi, dòng nhạc của họ là dòng nhạc gì? Em đang rất là phân vân giữa hai dòng nhạc, một là dòng nhạc pop, hai là nhạc rock. Theo anh Toan với chị My có đồng ý với em cái này không? Nếu như mà cách C mà 10.000 thì chị có hồi xưa thôi, tại vì 10.000 lúc đó rất là lớn. Không, mà cũng không hẳn, nhiều khi cái hình đó là để đánh lừa mọi người thôi, cũng không chừng. Có thể là số 10.000 đấy nó liên quan đến một cái sự kiện nào đó liên quan đến người này thì sao? 10.000 khán giả. Thôi thì bây giờ chúng ta cùng nhau biết mặt. Nhưng mà chắc có lẽ là các bạn khán giả đây biết hết rồi đúng không? Khán giả đây hay lắm. Mà mở mặt nạ ra wow. Và đây là gương mặt thật của nhân vật bí ẩn số 2. Xin mời. Cái nhân vật này cái ngày xưa mà đi hát là còn để tóc dài nữa cơ. Cho em hỏi anh ấy một câu được không ạ? Mời hỏi. Anh ơi, em chào anh ạ. Anh chào em. Giọng rất dứt khoát và nam tính nhá. Anh ơi, anh là người ở Hà Nội hay là ở Tây Nguyên ạ? Em nghe giọng, em đoán. Anh không nói giọng Bắc, anh không nói giọng Trung. Bây giờ em muốn anh nói gì nào? Đúng là MC nhỉ? Anh dẫn dắt em, giúp em để em đoán làm sao được đoán được anh nhé. Rồi, ok luôn. Cụ thể một chút là theo những cái dữ liệu thì em thấy là mọi người ghi là anh rất là đẹp trai, nhà giàu đúng không ạ? Đủ qua ngày. Thôi anh trả lời cái này em thật lòng, bởi cái này em mông lung quá. Từ 10.000 đấy là ý đó nói về cái gì hả anh? 10.000 là 10.000 đồng, 10.000 là 10.000 khán giả. À. Hồi trước khi đi hát, trúng nhà, sắp cặp táp, qua nhà bạn thay đồ, hát cà phê đầu tiên được 10.000. Đó, thấy chưa? Sau đó, khi được mọi người biết đến hát tại Đà Nẵng với khán giả 10.000 người dưới mưa. Cái lúc mà 10.000 người dưới mưa ấy thì anh nghĩ là em đang học lớp 2, lớp 3 gì đấy. Ôi, thế thì lúc đấy làm sao mà em có thể biết được. Em sinh năm mấy? Em 88. Không, 88 lúc đó phải lớp 5 rồi chứ. Fan của mình sinh tầm 80 đến 90 nhiều lắm. Nhưng mà cái này em hỏi anh là anh có hay coi phim ở trong miền Nam không? Cũng thi thoảng á. Bây giờ anh cho em một dữ liệu nhá. Anh cũng được, nhìn cũng được, cũng đẹp trai như dữ liệu. Nhưng anh hay đóng vai ác lắm. Anh em mình đã có duyên được gặp nhau lần nào chưa ạ? Chưa bao giờ. Wow. Cảm ơn khi đây lần đầu tiên anh gặp em.
Em cũng cảm ơn vì đây là lần đầu tiên em gặp ngày anh. Ngày xưa là Trường Giang nhớ là lúc đó Trường Giang học cấp 2 là nhân vật này để một cái tóc dài như nè, là hát cái bài hit của ba chữ, có một bộ phận trên cơ thể. Là bài gì ta? Đúng rồi, đúng rồi. Anh ơi, thường á anh xem mấy chương trình giải trí thì anh thích những MC nào anh kể ra đi. Anh này có làm mọi MC. Mọi người vỗ tay nhiều là đúng đó. Anh này làm MC, anh hãy hỏi những chương trình nào anh đã từng làm MC hả? Đúng rồi, anh ơi anh cho em hỏi là anh đã từng dẫn MC những chương trình gì ạ? Nhiều quá. Không nhớ hết. Trong đó có một chương trình đã rất lâu làm MC với một cô gái là một ca sĩ trong một nhóm nhạc. Trời ơi. Này bây giờ nhắc luôn nè, anh làm chung với một bạn trong nhóm nhạc đó là nhóm Mây Trắng. Anh ơi, em nghĩ là có cái dữ liệu này nó dễ hơn cho anh nè. Những nghệ sĩ nam nào mà gọi là những nam nhân không tuổi đi. Trẻ hoài có anh Khánh Phương nè, trẻ. Nói chung á, mình cũng tranh thủ đoán đi chứ ảnh cũng nóng rồi. Em không chắc chắn lắm nhưng mà bởi vì là có thể là những cái chương trình mà anh làm MC thì em không xem. Nếu mà em có đoán sai thì em cũng rất là mong anh lượng thứ cho em nha. Không gì, tại vì anh cũng chưa bao giờ gặp em mà. Không sao cả, nhưng anh thích bài hát này. Tên người này có hai chữ, mà tên người này là phân tích ra là bầu xô sợ lắm. Sao sợ anh? Làm sao mà trình diễn bán vé. Thì là ca sĩ Sấm Chớp. Mưa Bão. Mưa Bão là của anh Lam Trường anh. Ủa Lam Trường là liên quan gì tới Mưa Bão? Anh gì mà hay chơi thân với anh Đàm Vĩnh Hưng? Anh Đàm Vĩnh Hưng à, anh Vũ Hà. Đó. Vũ là gì? Vũ là gì? Vũ là mưa. Thì Vũ Hà là mưa trên dòng sông. Này là nguyên một cơn mưa. Mưa hoài không dứt. Trời ơi. Trời ơi. Như vậy rồi. Rồi, 3 2 1 đây là. À, anh Vũ Hà. Âm nhạc. Ngày tháng đó có lẽ với anh là những kỷ niệm buồn mà anh muốn quên. Chẳng muốn nghĩ chỉ một lần, rồi thời gian sẽ khiến em nhận ra chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi. Anh ơi, anh cứ vô tư và lạc quan lên em ơi. Chỉ là không yêu thương. Đau thương sẽ đi qua, mau mưa lâu rồi trời cũng nắng. Hãy cứ vui lên để cho tấm em an yên. Cầu vồng sẽ đến cơn mưa kia kết thúc nhanh thôi. Em sẽ yên bình khi ngày mai nắng lên. Mau mưa lâu rồi trời cũng nắng.